Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin trước hội nghị Trung ương 8, vì sao Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn chưa được yên. Sinh mệnh chính trị của Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính chênh vênh theo sự trồi sụt của nền kinh tế và những bất ổn trên nội bộ đang có vẻ không tốt đẹp. Một bài phân tích của báo tài chính Bloomberg ra vào ngày 28 tháng 8 đề cập những dấu hiệu về đấu đá nội bộ ở chính trị thượng tầng lãnh đạo Việt Nam cho biết như trên. Tờ báo Bloomberg cho rằng những bất đồng về quan điểm trong ban lãnh đạo của Việt Nam hiện nay giữa các phe cánh trong nội bộ đảng không có dấu hiệu thuyên giảm. Đặc biệt là mối quan hệ giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính, người đứng đầu cơ quan hành pháp và người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bloomberg cho rằng sự hành bại của kinh tế Việt Nam cũng ảnh hưởng tới sinh mệnh chính trị của ông Phạm Minh Chính, đường kìm Thủ tướng. Trước cái tình thế chênh vênh của ông ta hiện nay, có một số vấn đề đáng lo ngại. Tổng Bí thư khẳng định rằng trốn không được đâu. Ông Chính đã ra lệnh cho Ngân hàng Trung ương nới lỏng việc cấp phát tín dụng cũng như hạ lãi suất căn bản tới 5 lần kể từ đầu năm tới nay với nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng tới 9% trong 6 tháng cuối năm này. Việc Thủ tướng thúc ép quá đáng này đã khiến cho Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có phản ứng công khai. Trong khi ở Việt Nam, Phó Thống đốc tương đương cấp bậc Thứ trưởng, tức là thuộc cấp của ông Thủ tướng. Giới phân tích chỉ ra rằng rất có thể Tổng Trọng thông qua cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hiện nay là Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng cố tạo ra áp lực lên ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính theo lối chơi đòn cần não ông Thủ tướng. Thực ra, bất đồng giữa phe chính phủ và phe đảng không phải là mới, mà là vấn đề đáng chú ý mang tính hệ thống xuất hiện từ nhiệm kỳ Tổng Bí thư đầu tiên của ông Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội lần thứ 11 vào năm 2011. Khi đó, mâu thuẫn giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người giữ cương vị Thủ tướng từ năm 2006 và Tổng Trọng rất sâu sắc. Không biết mâu thuẫn này có phải xuất phát từ phát biểu của ông Ba Dũng tỏ ý coi thường đối với ông Trọng rằng anh Trọng tuổi đời hơn tôi, nhưng tuổi ủy viên Trung ương và Bộ Chính trị thì anh Trọng kém xa. Nghĩ cũng không sai, vì Ba Dũng là ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết từ khóa 6 năm 1986, ủy viên Bộ Chính trị từ khóa 8 năm 1996, trong lúc ông Trọng được bầu bổ sung là vé vớt vào Trung ương khóa 7 năm 1994 và được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa 8 năm 1997. Nhưng đó là tin hành lang, còn vì ông Tổng Bí thư Trọng luôn có thái độ kèn cựa không chỉ với chính phủ của Ba Dũng mà cả với chính phủ của Bảy Phúc hay hiện nay là chính phủ của ông Phạm Minh Chính. Tin từ Nhà Đỏ cho biết ông Trọng thường nói với tay chân Tâm Phúc rằng chính phủ nắm ngân sách, tiền nhiều, đảng không cần quản chặt, họ sẽ làm loạn và coi thường sự lãnh đạo của đảng. Nghe ra cũng có lý và có lẽ đó là lý do để ông Trọng luôn kèn cựa với bên chính phủ. Nhưng ông Phạm Minh Chính, cựu trưởng ban tổ chức Trung ương, lại vốn là người của đảng, nhảy một bước sang ghế Thủ tướng chắc chắn phải được sự đồng thuận của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hơn nữa, ông Chính còn là phó trưởng ban tiểu ban nhân sự đại hội lần thứ 13, cánh tay phải trong công tác nhân sự của ông Tổng Bí thư. Vậy mà đến nay, Thủ tướng Chính cũng đang liêu xiêu bất an, bởi ông Tổng Trọng không giấu giếm mục tiêu hất ông Thủ tướng Chính ra khỏi cái ghế ông đang ngồi. Thủ tướng Việt Nam ông Phạm Minh Chính. Theo tờ báo Bloomberg, hai ông phó thủ tướng của ông Chính đã bị đánh văng ra ngoài, bao gồm Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam, từ cuối năm ngoái. Đến đầu năm nay thì ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng bị thôi chức vì ông này, tức là ông Phúc, là một trong những người đang nhòm ngó cái ghế Tổng Bí thư mà Nguyễn Phú Trọng, nay đã 79 tuổi, lại bệnh tật sắp phải về vườn. Điều đó cho thấy bất kỳ đồng chí nào trong đảng hễ dắp tâm dòm ngó chiếc ghế của Tổng Bí thư rồi cũng sẽ phải ra đi. Trước đó là ông Đinh Thế Huynh, Trần Đại Quang, Trần Quốc Vượng và mới đây là ông Nguyễn Xuân Phúc, cũng như sắp tới khả năng rất cao là ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Theo phân tích của chuyên gia Lê Hồng Hiệp tại Viện Nghiên cứu ở Singapore, người từng là cựu quan chức Bộ Ngoại giao Việt Nam nhận định rằng họ phải đạt được sự đồng thuận khi chọn người kế nhiệm, nên có lẽ họ phải loại bỏ bất cứ ai chống lại người được ông Trọng lựa chọn, tức là kế vị. Ông Hiệp còn nói thêm rằng một số đảng viên cấp cao, có lẽ là Vương Đình Huệ, muốn ông Chính bị hất cẳng, vì nếu ông ấy vẫn còn ngồi đó, ông ta có thể là chướng ngại vật
cho ông Huệ. Những điều vừa liệt kê trên cũng là của ông Nguyễn Phú Trọng, nỗ lực thúc đẩy cơ quan thuộc Đảng và Chính phủ phải giáo giết truy bắt cho bằng được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IC kể từ giữa năm 2022. Được biết, trước Hội nghị Trung ương thứ 7 khóa 13 tháng 5 năm 2023, khi tiếp xúc cử tri đề cập đến những vụ án tham nhũng tồn tích từ lâu và nhiều nghi can bỏ trốn, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh rằng trốn cũng không thể trốn được. Phiên tòa xét xử vụ IC. Tuy nhiên, tại Hội nghị Trung ương 7 khóa 13, thế cuộc đã thay đổi và đến nay Tổng Trọng hậm hực vì tuyên bố mạnh mồm trước đây đã không thành hiện thực, bởi Thủ tướng Phạm Minh Chính cứng hơn cũng phải nói thêm rằng bà Nhàn IC đang được cho là em gái mưa của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính, thậm chí hai người được cho rằng còn có con gái chung đang định cư tại Anh Quốc. Trong bài viết của tờ báo Bloomberg có chi tiết, ông Võ Văn Thưởng, một ủy viên Bộ Chính trị trẻ nhất, mới 52 tuổi, người thay thế ông Phúc, nhiều phần sẽ là kẻ đứng đầu danh sách thay thế Nguyễn Phú Trọng tại đại hội lần thứ 14 đầu năm 2026. Trong khi đó, giới thạo tin ở Nhà Đỏ thì khẳng định Tổng Trọng muốn Vương Đình Huệ, trùm phe Nghệ An, sẽ kế nhiệm ông, còn Võ Văn Thưởng là thằng không cha, không mẹ, thường chỉ dùng làm đồ chơi mà thôi, chứ làm sao cho ngồi chiếc ghế rồng. Trong khi đó có tin các cựu quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam ở miền Nam vừa mới tụ nghĩa tại An Giang, quyết định đưa Võ Văn Thưởng, người mang trong mình ba dòng máu Bắc Trung Nam, sẽ làm ứng viên cho chức Tổng Bí thư tại đại hội lần thứ 14. Thế là lại có chuyện vui về một mất một còn giữa ông Huệ và Thưởng. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin trước Hội nghị Trung ương 8, vì sao Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn chưa được yên. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bài học Vũ Đức Đam và chủ trương chống tham nhũng chỉ tắm từ vai xuống dưới. Lâu nay ở Việt Nam, ông Vũ Đức Đam, cựu phó thủ tướng, là một hiện tượng đáng chú ý trên chính trường. Đa phần dân chúng có thiện cảm với chính khách trẻ tuổi và có học này. Được đánh giá là một trong những lãnh đạo của Việt Nam thuộc nhóm Tây học, được đào tạo bài bản từ phương Tây nhưng cũng bị hạn chế trong sự thăng tiến. Việc ông là ủy viên Trung ương Đảng nhiều khóa song vẫn không được quy hoạch vào Bộ Chính trị nên nhiều người tiếp cho được người tài trong chính trường Việt Nam. Trước đại dịch Covid-19, ông Vũ Đức Đam vẫn được dư luận Việt Nam đánh giá cao là một chính khách tuổi còn trẻ, sông sáo và có năng lực. Trong đại dịch Covid-19, hình ảnh ông Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Trung ương, cúi đầu bước đi trong tâm trạng lo lắng, được nhiều người chia sẻ, ca ngợi. Được biết, hình ảnh này được chú thích là ông Đam vừa rời cuộc họp khẩn của ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 bên lề Đại hội Đảng 13. Song cũng có ý kiến cho rằng Vũ Đức Đam là người rất giỏi xây dựng hình ảnh trước công chúng. Một thời Việt Nam người ta tin tưởng và thậm chí tôn vinh Vũ Đức Đam lên hàng Bồ Tát sống là chuyện có thật. Bồ Tát, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vì nước, vì dân. Cho nên vào ngày 30 tháng 11 năm 2022, khi Bộ Công an ra thông báo khởi tố bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, thì dư luận hết sức bất ngờ, bàng hoàng. Đồng thời, Bộ Công an cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với ông Nguyễn Văn Trịnh về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 3 điều 356 của Bộ luật hình sự. Lúc ấy đã bắt đầu xuất hiện luồng ý kiến của giới thạo tin cho rằng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam không thể vô can. Người ta còn hé lộ ra sự thật về lý do vì sao lâu nay những người ủng hộ ông Vũ Đức Đam vẫn hoài nghi việc ông Đam không được đưa vào quy hoạch nhân sự của Bộ Chính trị hay phương án nhân sự cao hơn cho ghế tứ trụ. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng không có vùng tránh. Mới nhất, trong kết luận điều tra của C03, Bộ Công an xác định, từ sự đề nghị của Phan Quốc Việt,
Tổng Giám đốc Công ty Việt Á đã bị can Nguyễn Văn Trịnh, cựu trợ lý Phó Thủ tướng đã can thiệp giúp đỡ Việt Á trong quá trình nghiên cứu đề tài kit xét nghiệm để được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành, tiêu thụ. Theo đó, bị can Trịnh đã can thiệp, chỉ đạo để Bộ Y tế ban hành văn bản tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Việt Á lập hồ sơ đăng ký. Sau đó, bị can Trịnh còn chỉ đạo bị can Nguyễn Huỳnh, cựu thư ký của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long giới thiệu giúp Việt Á kiểm định chất lượng kit xét nghiệm làm căn cứ để lập hồ sơ đăng ký lưu hành gửi Bộ Y tế. Ngoài ra, bị can Nguyễn Văn Trịnh còn chỉ đạo các vụ chức năng của Bộ Y tế hoàn thiện hồ sơ để Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm cho Việt Á. Nghiêm trọng hơn, C03 Bộ Công an còn xác định bị can Trịnh đã can thiệp tác động giúp Việt Á để được Bộ Y tế cho sử dụng nguồn tiền tài trợ từ các ngân hàng để thanh toán tiền mua 200.000 bộ kit xét nghiệm với giá 470.000 đồng mỗi kit, trong khi giá trị thực của một kit xét nghiệm chỉ có 143.000 đồng. Vào tháng 8 năm 2020, sau khi Việt Á được các ngân hàng làm thủ tục thanh toán tiền cho đơn hàng 200.000 kit xét nghiệm Bộ Y tế mua để cảm ơn sự hậu thuẫn từ Nguyễn Văn Trịnh, Phan Quốc Việt đã hai lần chi tiền với tổng số là 200.000 đô la, tương đương 4,5 tỷ đồng. Chủ trương chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư. Trong hai vụ án chuyến bay giải cứu và Việt Á, có nhiều trường hợp các thư ký nhận hối lộ, nhưng các thủ trưởng là cấp trên trực tiếp thì lại vô can. Đó là bị cáo Phạm Trung Kiên, trợ lý thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, nhận hối lộ 42,6 tỷ đồng. Nguyễn Văn Trịnh, cựu trợ lý Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, nhận 200.000 đô la. Ông Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý của nguyên Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, nhận hối lộ hơn 4,2 tỷ đồng. Điều đó khiến cho dư luận thắc mắc rằng tại sao các thư ký của lãnh đạo cấp cao lại liều lĩnh ăn hối lộ qua mặt cả thủ trưởng của họ, hay họ bị buộc phải làm những điều như lê lai cứu chúa vậy. Cần phải làm rõ các bị cáo là các thư ký, trợ lý như Phạm Trung Kiên, Nguyễn Văn Trịnh, Nguyễn Quang Linh có chia những khoản tiền mà họ nhận hối lộ cho các lãnh đạo trực tiếp của họ hay không. Đây là điều hoàn toàn không khó để mà điều tra. Như trường hợp bị can Nguyễn Huỳnh, cựu thư ký của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long làm trung gian nhận tiền từ Phan Quốc Việt tới 56 tỷ đồng. Trong kết luận điều tra đã thể hiện rất rõ ràng, thư ký Huỳnh đã đưa lại cho Thủ trưởng Long gần như toàn bộ. Đến nay, dư luận vẫn thắc mắc có hay không chủ trương giới hạn trên chỉ đạo của các cơ quan phòng chống tham nhũng trung ương. Cơ quan này không cho phép các cơ quan chức năng truy tố từ cấp cao hơn bộ trưởng, cụ thể là từ phó thủ tướng trở lên. Nếu vậy thì rõ ràng chống tham nhũng ở Việt Nam cũng chỉ là tắm từ vai xuống dưới. Dư luận thắc mắc tại sao Tổng Bí thư nhiều lần khẳng định với dân rằng chống tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Công luận có quyền đặt câu hỏi, bỏ lọt không truy tố các lãnh đạo cấp cao từ phó thủ tướng trở lên thì là vùng gì? Vùng kín hay vùng né vậy? Thưa ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin bài học Vũ Đức Đam và chủ trương chống tham nhũng chỉ tắm từ vai xuống. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de